Sáng 15 tháng 11, Luis Diaz trở lại quê nhà để hội quân cùng đội tuyển quốc gia Colombia. Dù vậy, mục đích quan trọng nhất của cầu thủ Liverpool trong chuyến đi này là để đoàn tụ với người cha Luis Manuel Diaz, vừa được lực lượng nổi dậy ở Colombia trả tự do. Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, ông Luis Manuel Diaz xúc động khi được gặp lại người thân sau nhiều ngày bị bắt cóc. Luis Diaz vừa đáp xuống sân bay đã đến thẳng khách sạn để gặp bố, cả hai ôm nhau và cùng rơi lệ. Chúc mừng Diaz và gia đình đã đoàn tụ, đội tuyển Colombia cũng chuẩn bị có thêm một sự bổ sung chất lượng. Fanpage của đội tuyển quốc gia Colombia gửi lời chúc mừng đến ngôi sao đang khoác áo của Liverpool. Trước đó, cha và mẹ của Luis Diaz bị bắt cóc ngày 28 tháng 10 tại quê nhà trong một cuộc tấn công vũ trang của lực lượng nổi dậy tại Colombia. Tuy nhiên, chỉ ông Luis Manuel Diaz bị giam giữ trong khi mẹ của chân sút sinh năm 1997 được trả tự do. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền địa phương ngay lập tức mở một cuộc tìm kiếm lớn, thậm chí trao thưởng lên tới gần 50.000 đô la để có thông tin về địa điểm ông Manuel Diaz bị giam. Sau hơn một tuần đàm phán, nhóm vũ trang LN mới trả tự do cho cha của tiền đạo Luis Diaz vào sáng 10 tháng 11. Ông được chính quyền hộ tống về tận nhà. Sau khi gặp lại cha, Luis Diaz đã ở lại bên gia đình vài ngày rồi mới hội quân cùng đội tuyển Colombia. Cách đây ít giờ, do đã tìm lại được sự thoải mái cần thiết nên Luis Diaz đã được huấn luyện viên Reynoso xếp vào đội hình chính trong cuộc tiếp đón đội tuyển Brazil ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Bước vào trận đấu, Brazil dù thiếu vắng Neymar, Jesus và Casemiro do chấn thương nhưng vẫn nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút thứ tư, đội khách đã chọc thủng lưới đội chủ nhà Colombia nhờ công của Gabriel Martinelli. Bàn thắng sớm giúp tinh thần của Brazil được đẩy lên cao nhưng Colombia vẫn rất điềm tĩnh và không cần vội vàng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà đã chứng tỏ họ luôn biết cách làm khó Selecao ngay cả khi gặp bất lợi từ sớm. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Brazil. Bước vào hiệp 2, Colombia đẩy cao tốc độ trận đấu và liên tục tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Nhưng nỗ lực của đội chủ nhà rồi cũng được đền đáp, chỉ trong vòng 4 phút 75 đến 79, Luis Diaz đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng bằng đầu, đưa Colombia vượt lên dẫn 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Lozano lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Theo chiều ngược lại, Brazil tụt xuống vị trí thứ 5 có 7 điểm, sau 5 trận đấu họ còn xếp dưới cả Venezuela.